Nay chiều nay là ngày 17 tháng 6 năm 2023, Thắng đang đi lên tuyến tỉnh lộ 525 từ xã Thăng Bình lên xã Thăng Thọ. Đây là tuyến cao tốc Bắc Nam. Đức Thắng phải leo lên để review cho quý vị và các bạn. Đây tuyến cao tốc Bắc Nam thì nó giáp danh, đi qua giáp danh giữa Thăng Bình và xã Thăng Thọ. Hiện tại thì cái đoạn này đã đổ xong lớp bê tông. Đức Thắng bay trên cao để review cho các bạn dễ hình dung về cái ngã tư. Đây không hẳn là cái ngã tư, mà tới đây thì họ sẽ có một cái hầm chui của tuyến đường tỉnh lộ 525 từ Thăng Bình, Tượng Lĩnh khi mà lên Thăng Thọ, Thăng Long và một số xã vùng 3 thì đi qua cái tuyến này và chui qua cái hầm cao tốc này. Để các bạn có thể thấy là bên trái chúng ta là Thăng Thọ và bên phải đây là xuống Thăng Bình, Tượng Lĩnh, Tượng Văn. Đường tỉnh lộ 525. Bên tay trái chúng ta là đường lên xã Thăng Thọ, cánh đồng và khu dân cư của xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Đây là cánh đồng xã Thăng Thọ và đây là hướng nam đi lên Công Lim, Công Chính, Yên Mỹ. Thì cái đoạn này Đức Thắng nhận thấy là đã rải thảm được lần thứ hai. Chúng ta có thể nhìn lại cái ngã tư. Công việc cũng khá là còn rất là nhiều. Đang đổ đất cấp khối. Đây là phía nam. Chúng ta lên xã Công Lim. Thắng đang bay từ trên cao nhìn xuống. Cái dải phân cách cứng đã được đặt trên mặt đường, có nghĩa là nơi này, cái đoạn này sẽ đã hoàn thành. Đấy. Lớp nhựa thứ ba đã được hoàn thành và hai bên lan can đã được lắp đặt khá là đẹp đó các bác. Còn đường dân sinh bên tay trái của Đức Thắng cũng đang đổ cấp khối, khá là rộng. Đoạn này thì khá là rộng, đoàn xe vẫn tiếp tục chở vật liệu để tiếp tục bồi đắp cho ta lia đường cao tốc và đường dân sinh ở bên phía tay trái của quý vị và các bạn. Đức Thắng xin nhắc lại, đây là hướng nam từ Thăng Thọ lên Công Lim. Đây là cái nốt giao hầm chui của đường 525 tỉnh lộ từ Thăng Bình lên Thăng Thọ. Đấy, chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Đức Thắng sẽ đi rất là chậm cho quý vị và các bạn nhìn cho nó kỹ. Đức Thắng review lại cho quý vị và các bạn cái mặt đường của cái tuyến này. Từ Thăng Thọ vào Công Lim thì đã được rải nhựa lớp 3 hoàn thành và đang đặt lan can và ngăn cách cứng trên mặt đường, và Đức Thắng tiếp tục di chuyển về hướng nam. Để các bạn có thể thấy là lan can đã được lắp đặt và dải phân cách cứng đã được đặt giữa mặt đường phân làn. Đây là địa phận của xã Thăng Thọ giáp danh với Công Lim. Đây, cánh đồng của xã Thăng Thọ bên tay trái màn hình của quý vị và các bạn. Mặt đường khá là đẹp. Đây là cánh đồng xã Thăng Thọ. Đây có một cái hầm chui.
đi bên tay trái để quay cái đường dân sinh, đang làm rất là tích cực. Ở đây thì có rất là nhiều cái đường dân sinh được làm để chui qua đường cao tốc. Một đoạn là khoảng một cây số có khoảng 3 đến 4 đường chui qua đường dân sinh. Chiều ngày hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2023, Đức Thắng sẽ đi từ Thăng Thọ vào đến Yên Mỹ và sẽ quay từ trên cao xuống hồ Yên Mỹ để quý vị và các bạn cập nhật cái thông tin cây cầu dài nhất là tuyến Bắc Nam, khu vực phía Bắc, gần một cây số bắc qua cầu Yên Mỹ, xem là nó hoàn thành ở mức độ nào. Chúng ta đã đi đến địa phận của xã Công Lim, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Mặt đường lúc này thì đã được thảm nhựa lớp 3. Vật liệu cũng đã được đưa lên mặt đường để sẵn sàng lắp đặt lan can và thành chắn cứng phân cách làn đường. Để các bạn có thể là cánh đồng của xã Công Lim. Chùa Playcam bay ở độ cao 70 m nhìn xuống khu vực trung tâm xã Cung Lim. Đây, các bạn có thể thấy là tuyến đường cao tốc đi qua địa phận của xã Cung Lim, huyện Đông Cống được rải thảm lớp 3. Rất là đẹp. Cao. Đây các bạn có thể thấy là công ty may, trung tâm của xã Công Lim. Đây, Đức Thắng bay rất là chậm để cho quý vị và các bạn nhìn cho nó rõ. Đây là công ty may, trung tâm xã Công Lim, huyện Đông Cống, Thanh Hóa.
chúng ta có thể là nhìn từ hướng Bắc, nhìn ra hướng Bắc. Tháng à, bay chậm để cho quý vị và các bạn nhìn cho rõ. Ở đây có một cái hầm chui. Và Đức Thắng bây giờ tiếp tục đi về phía Nam. Ở đây thì mặt đường cũng đã được thảm nhựa lớp 3, lớp cuối cùng. Giờ chỉ lắp đặt lan can và dải phân cách giữa để ngăn làn đường, đồng thời là kẻ vạch đặt biển báo nữa là sẽ hoàn thành. Đang đi trên địa phận của xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Chiều lại thì các em thiếu niên nhi đồng đang trong dịp hè thường lên trên mặt đường cao tốc để thả diều. Đức Thắng dừng xe để chuẩn bị review quay từ trên cao, các em chạy đến để hỏi thăm. Đấy, rất là thân thiện. Các anh thiếu niên, thanh niên cũng lên mặt đường hóng mát. Một buổi chiều mùa hè rất là nên thơ. Và Đức Thắng tiếp tục hướng về phía Nam, nơi đó có Hồ Yên Mỹ. Bây giờ thì đang đến cái địa phận của xã Công Chính, cụ thể là cái thôn Rọc Lăn của xã Công Chính, gọi là 327. Cái khu vực này thì nhà nước đã giao đất rừng cho nhân dân để phủ xanh đất trống đồi núi trọc, thì nhân dân gọi là 327, gọi là chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc 327. Cái cỗ máy siêu to khổng lồ đang thảm lớp 2. Đấy, bác có thể thấy là lớp 2 đây. Khu vực này thì địa hình khá là phức tạp bởi vì phải xẻ núi, vì vậy mà tiến độ nó có hơi chậm. Và giáp danh giữa Công Chính về Yên Mỹ thì đi qua một có một cái cầu rất là dài gọi là Hồ Yên Mỹ. Đấy, cái cầu này thì như Đức Thắng có một vài đi video trước đây ấy, thì là gần một cây số, một trong những cây cầu dài nhất tuyến Bắc Nam, khu vực phía Bắc.
bạn đã đến khu vực giáp ranh giữa cuối cổng chính và đầu xã Yên Mỹ, một trong những địa hình khá là phức tạp, vì vậy mà tiến độ thi công còn đang có dang dở. Để chúng ta tiếp tục hướng về phía nam, chỉ khoảng mấy trăm mét nữa là chúng ta sẽ tiếp cận hồ Yên Mỹ, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất huyện Nông Cống và cũng như là của tỉnh Thanh Hóa, và cây cầu tuyệt đẹp vắt ngang qua hồ Yên Mỹ. Lát nữa thì Đức Thắng sẽ review từ trên cao để cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của cây cầu này. Đây, các bạn có thể thấy là dân cư hai bên đường tuyến đường cao tốc. Thác đang bay ở độ cao gần 100 m. Review cây cầu vắt qua hồ Yên Mỹ cho quý vị và các bạn là xem một buổi chiều tháng 5 à tháng 6 xin lỗi các bạn, một buổi chiều tháng 6. Đây là cái quang cảnh xung quanh hồ Yên Mỹ, khu dân cư, và Đức Thắng là ngược lại đây. Các bạn có thể thấy là công việc còn rất là nhiều, bởi vì xẻ một cái đồi, vì vậy mà ta ly rất là cao. Đây các bạn có thể là cao. Ở đây thì đã đổ thảm bê tông và Đức Thắng tiếp tục bay thêm một lần nữa để review cận cảnh chiếc cầu vắt qua hồ Yên Mỹ. Hiện tại thì đã xong cái phần đổ dầm bê tông. Đây các bạn có thể thấy là hai đầu cầu đã được nối. Công việc còn khá là nhiều. Đây là trung tâm của hồ, một trong những hồ nước ngọt rộng và đẹp nhất khu vực. Đây các bạn có thể nhìn lại cái cầu vắt qua hồ Yên Mỹ cho trên cái tuyến cao tốc Bắc Nam.
đi qua địa bàn huyện Nông Cống. Hai bên đường dẫn lên cầu vẫn chưa được bồi đắp xong. Dự kiến khoảng 1 tháng nữa thì đường dẫn lên cầu sẽ được bồi đắp xong, và lúc đó thì chúng ta có thể là đi trên cái tuyến đường cao tốc, chúng ta hướng lên cầu và có thể là vượt sang bờ bên kia. Lúc đó thì chắc chắn chúng ta đi trên cầu nhìn xung quanh sẽ rất là đẹp. Video của Đức Thắng đến đây xin phép được tạm dừng. Lúc này cũng đã 18 giờ chiều rồi. Xin kính chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Và rất mong quý vị và các bạn đăng ký kênh Đức Thắng TV để có nhiều động lực, Đức Thắng ra nhiều video hay hấp dẫn phục vụ quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.